quá trời con cua với lại mấy con tôm này. Đây là con cua Canada. Đó. Cua này là cua của Canada nè. Quá lạ luôn, nhìn khác con cua biển của mình đó. Cua này là cua Canada. Canada. Ồ, đây con tôm này, tôm này cũng tôm Canada luôn nè. Tôm Canada này giống giống con tôm hùm của mình nè. Rất lạ luôn á. Giống giống tôm hùm của mình, rất lạ. Cua này đúng không? Ồ, lạ quá luôn. Này này không biết bao nhiêu một ký luôn á. Rồi. Để lại cho xem đi ta. 1.200.000. 1.290.000. 1.290.000 một ký. Quá trời. Quá trời đất luôn. Đây là con một đó là con gì ta? Một con gì? Bào ngư. Ta để coi là đó cho. Đây là con bào ngư nè, bào ngư Hàn Quốc. Ba nãy là bào ngư Hàn Quốc này đó. Cắn vô rồi chưa? Là mấy con cá gì vậy? Cá này cá gì không biết luôn á. Cá mực đó. Cá gì? Cá mực đó. Cá mực đó. Phải cá mực đây. Con cá mực đó. Biết phải cá mực luôn á. Ồ. Cá gì giống cá mập mà đuôi dài quá mà chưa biết con cá gì luôn á. Mẹ bé cho con đây, cua Canada, cua Canada và tôm Canada luôn, nhập khẩu Canada luôn, quá độc lạ luôn. Ôi con cá. Này biết cá gì giống cá mập kia. Ồ, trên cái mây có dán cái giấy gì đây. Đấy nè. Ồ dạ. Loại gì ngộ quá này, có râu nữa. Độc lạ quá luôn á. Ồ, quá là dài luôn. Dài thật luôn. Quá dài luôn. Miệng nằm dưới, cái mỏ lỗ mũi đập đầu. Quá dài. Tục mình coi con cua với con tôm Canada tiếp. À, lạ quá coi không chán luôn á. Coi cái ngoe đó nè, bự hơn cua mình luôn á. Ngoe mấy con này là toàn là thịt không á. Đây con tôm nhìn chắc thật, vàng chắc ghê đó. Còn cái ngoe nè, quá trời cái me ngoe. Ồ đó, chưa ngoe càng quá trời bự luôn ha, thịt không nè. Ừ.
đang thở. À, đang con này nó đang đang thở nè, đang thở, đang hút nước vô nè. Nước vô là lọc, lọc nước, uống nước á. Đó. Đó. Uống nước này độc không? Đó. Cũng cũng thở nè. Đó, thở uống nước hết chưa? Đấy. Thở nước dính 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 râu ấy. Đó, con cua. Cua Canada bắt đầu di chuyển nè. Đó, di chuyển nhún nhảy ghê chưa? Nhìn rất là hoành tráng luôn á. Quá trời hoành tráng luôn. Đó, tôm đang nằm trong gốc á. Quá dài, quá độc lạ, quá đẹp luôn.